Chào các anh em nha. Nay mình đến nhà của anh Long ở huyện Cá Bè. Ngày hôm nay thì ảnh có đem một số cây mới thôi. Mấy cây cũ thì đã bán hết rồi. Giờ anh đem cái lô mới về. Mình hôm nay mình có ghi số nè, cho dễ anh em nào mà quan tâm thì có thể liên hệ với ảnh rồi nói cái số á. Cái số mỗi cây có một số riêng. Rồi anh em liên hệ với ảnh nói số rồi ảnh báo giá luôn nha anh em. Cây này là cây số 1 nè. Cây này thì chiều cao rơi vào khoảng 4 mét mấy đến 5 mét, nhưng mà khi mình đo thực tế thì nó sẽ hơn. Còn bán kính của cái tàn này thì rơi vào khoảng 1m6, 1m7 bạn ơi. Này bông 5 cánh luôn anh Lộc. Năm cánh. Cánh. Đây, quay cho anh em xem toàn bộ cái tàn này. Tàn thông khá là đều. Đây là cái bộ đế của nó. Cây này số 1 nha anh em. Mỗi cây mình có ghi cái số á. Ok. Đây là cành nhánh của nó. Nói chung là cái vườn của anh có rất là nhiều cây, nhưng mà nhiều sự lựa chọn cho anh em cứ đến đây đi, trực tiếp đến đây. Nếu anh em nào quan tâm thật sự cứ trực tiếp đến đây các bạn. Đế đẹp đều nha anh. Cây này anh mới ginh về vườn. Cái lô trước hôm trước mình quay là đã bán hết rồi bạn ơi. Rồi, giờ bắt đầu mình vô mình đo cái hoành cho anh em xem nha. Đầu tiên mình đo cái hoành ở phía dưới này. 65. Rồi, bắt đầu mình đo ở phía trên, cái hoành nhỏ nha anh em. 51. 51 hơn miếng. Rồi, bắt đầu giờ mình sẽ qua góc số 2 nha anh em. Đây góc số 2. Góc này thì chiều cao thì cũng hơn cái cây số 1 không bao nhiêu, nhưng mà nghĩ là khoảng 4 mét mấy 5 mét bạn ơi. Đây. Mình sẽ qua mình đem quay cái tàn bên này luôn. Còn bán kính của cái tàn này rơi vào khoảng 1m6 mét 7 bạn. Cây này nó đang xanh tốt rồi. Cây này cũng 5 cánh luôn hả Long? Cây này bông 5 cánh luôn. Đây là cái bộ đế nó. Đây là bộ đế nó nè. Phía bên trong của cái tàn của gốc này. Mùa mình quan sát thấy chỗ mấy chỗ cái nắp rồi. Chỗ cái nắp này nó cũng lên nhẹ rồi. Thời gian sau thì nó sẽ lên nhiều nữa bạn. Lúc đó thì cái cây này nó sẽ có giá trị nhiều hơn. Thời điểm hiện tại bây giờ. Còn phía bên đây là cái gốc khác của gốc mài này bạn. Theo mình nhìn thấy bạn, thì từ dưới đây mấy chỗ cái nách bạn, nó ra cũng tương đối nhiều rồi nha anh em. Ra cũng tương đối nhiều rồi đấy. Rồi, bắt đầu mình vô mình đo cái hoành cho anh em xem đi. Năm mươi lăm. Rồi, mình đeo mình đo cái nhỏ trên này đi. 46. Khó khăn từ đây xuống đây mình thử rồi. Nhiều à? 40. 40.
Rồi ok anh em, bắt đầu mình qua góc số 3 nha anh em. Đây là góc số 3. Góc này thì chiều cao nó cũng rơi vào khoảng 3 mét mấy đến 4 mét bạn. Bán kính của cái tàn này thì rơi vào khoảng 1 mét 7, 1 mét 8. Đây là góc số 3. Góc này cũ nở bạn ơi. Đế cũng nở luôn. Đây bạn. Cái này thì mình thấy có gịch tàn nha bạn. Đang gịch cái tàn xuống cho ra đều. Đây. Mấy cái nụ của nó đang ra bạn. Cây này thì mới bứng về bạn ơi. Cành lá thì nói chung cũng đang xanh tốt. Tàn nhìn thấy đa số đây là tàn thông luôn ơi. Đây là xung quanh cái bộ đế. Đế này anh em thấy từ ở phía đây ra đây thì cũng khoảng 1,5 gian mình bạn. Đế nói chung là nó đều nhau. Bộ đế này nó đều. Phía trong đây là cái tàn nhánh đó nè. Khá là ok. Đây, bên đây là cái quay sơ cho anh em xem thêm lại một lần nữa cái bộ tàn của góc ngoài này bạn. Rồi, bắt đầu giờ mình sẽ vô mình đo chi tiết cho anh em xem về cái hoành của cái gốc mai này. Sáu mươi mốt. Rồi, mình đo nhích lên đây nhẹ nhé. 59 hơn. Rồi, bắt đầu mình đo tên lên cái thân này luôn đi. Đo chi tiết cho anh em xem, anh em nào mà quan tâm thì có thể liên hệ trực tiếp với số điện thoại để trên phần tiêu đề bạn. 40. 40. 39 hơn miếng. Rồi, bắt đầu giờ mình sẽ qua gốc số 4 nha bạn. Gốc này như thấy hai cây này chung cặp hay vậy không? Cặp. Cây này thì em thấy cũ nở đế nở luôn nha bạn. Chiều cao của cái tàn khoảng 3 mét rưỡi 4 mét. Còn bán kính của cái tàn này thì nằm vào khoảng 1,2 m, 1,3 m luôn này. Mình thấy cái gốc mai này cũ nó nở, cũ đẹp. Đây. Đây là xung quanh cái bộ đế của cái gốc mai này. Khá đẹp bạn. Đế nhìn thấy khá là hố bạn. Đây, ra đây bên đây cũng vậy, nhìn thấy giống như mà con thú nó nằm như bạn. Khá là hầm hố. Đây là góc số 4 nha anh em. Thì anh em nào mà cảm thấy ưng ý thì anh em có thể đọc số rồi liên hệ với anh thôi. Cái này mình nghĩ cái nhánh này đã chắc đã qua chỉnh sửa rồi. Cành nhánh thấy nó cũng uốn éo nè. Tàn thì đang gịch. Chỉnh sửa là cái bộ tàn nè bạn. Ok. Đây. Này mình cố gắng mình quay chi tiết cho anh em xem nha. Giá cả thì anh em cứ liên hệ trực tiếp với chủ vườn cho dễ bạn ơi. Cái nách này mình thấy nó cũng lên nhẹ thôi. Đang lên. Đây. Chi cành của nó. Là chuẩn. Rồi bây giờ mình sẽ vô mình đo cái hoành cho anh em xem. Sáu mươi chín. Rồi bắt đầu mình sẽ đo cái thân nhỏ ở phía trên luôn.
trên đây luôn. 60 hơn miếng. 60 bạn ơi. Nói chung nó cũng không có chênh lệch nhau mấy. Cây này đế nở củ nở. 40 bạn ơi, thấp hơn 40. Okay. Cây này bông 5 cánh luôn hả Long? 5 cánh luôn. Thì bốn gốc mai mình giới thiệu đến anh em là toàn bộ là 5 cánh hết. Thì mọi thông tin về giá cả cũng như là anh em muốn thương lượng hay gì đó thì cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại mình để đó bạn, cho dễ bạn ơi. Thêm mỗi cái cạnh nó ra nó cũng có lên nhẹ một số, có thể tương lai nó sẽ lên khá là nhiều nha bạn. Rồi, gốc này là gốc có mã số 10 nha bạn. Đây, đây là cái mã số 10. Gốc này thì đã vô nhôm bạn ơi, đã chỉnh sửa. Gốc này thì nói chung anh cũng mới đem về vườn đây thôi. Thì bán kính của cái tàn này rơi vào khoảng 2 mét bạn ơi. Đây, mai xù. Mình thấy nó lên xù khá là nhiều bạn. Khá là được. Xù rất là nhiều. Đây, đây là cái củ đế đó. Anh em xem chi tiết. Một mặt bên kia thì nó lên khoảng 45-50% cái cây này các bạn ơi. Tàn nhánh của nó các bạn. Anh em nào thích thể loại mà mai vàng chỉnh sửa thì anh em có thể tham khảo về cái gốc mai này. Gốc mai này thì đem về đây cũng vài tháng rồi, lá non bắt đầu nó bung ra khá là nhiều. Quá ok. Đây. Sụ lên tương đối nhiều. Đây là chi cành của nó. Đẹp anh em ơi. Cành nhánh của nó đây. Rồi, bắt đầu mình sẽ vô mình đo cái hoành nó cho anh em xem. Để anh em tham khảo. Mã số của gốc này là số 10 nha bạn. Đã sát dưới luôn nè. 66 nha anh em. Rồi, bắt đầu mình lo sát ở trên luôn đi. Sát cỏ. Gốc mai này là 60 bạn ơi. Hai xu. Rồi, anh em nào quan tâm thì có thể liên hệ trực tiếp với số điện thoại mình để trên tỷ đề video bạn. Giờ mình xin chào tạm biệt tất cả anh em, hẹn gặp lại mọi người. Chúc tất cả anh em mua bán thuận lợi, suôn sẻ nha bạn. Nhớ theo dõi kênh của mình. Thì lúc 18 giờ hàng ngày. Chào tạm biệt tất cả anh em, hẹn gặp lại mọi người.